hướng hướng cả con rồi. Đi. Vũ đây chụp đẹp rồi. Vũ đây mà chụp này, đứng đây này. Anh ơi chụp cho bố phụ anh này. Chua này, chua ngọc này. Chua ngọc. Anh ơi. Đứng đây. À, như là lại đi chế điền về rồi. Thôi rồi. Họ đi rồi đấy, họ đi cái đường mòn đấy. Toàn bằng bê tông hết. Đang quay. Mày đâu có lưng lâu đâu. Anh thật chứ. Ôi đùa là cửa đấy này. Cái cửa đấy tao ta chụp. Ưi là mênh mông. Bát ngát. Trời mây. Mày chán đừng nói con chụp. Rồi. Mặc đồ đi cũng được. Được được. À mặc đồ chứ. Có thầy cô. Được không? Chả quá. Cầm cái cầm cái. Đừng đó, đừng lăng kia mà chụp chua kìa. À, được rồi. Cha đừng xa xíu, chụp như vậy gần mặt lắm. Ngồi xuống. Ôi, cồn mũi. Cha đừng xa xa xíu. Đẹp. Nhưng mà cha chưa chụp chua mà. Đấy. Này cha chụp chua con xa, đừng xa đẹp thấy chưa. À. Đi đi con coi nhá. Cha chụp hình cho con gái này, cha chụp hình cho con gái này. Coi lại tiếp. Khoan là thả tay. Thấy chưa? Trời ơi, nét ghê. Đi đâu nữa rồi? Đâu? Đâu ấy? Đâu đâu? Anh lại lên rồi đi. Lên quay đi. Đi lên tham quan. Đây đây.
Đinh Hoàng Ngọc. Chả vô đây mà lại lại cho này. Cô thì chả sơ chân lo trường Phật đấy, chân đây. Xa lắm. Bên này cũng có chứ này. Đẹp chứ nè. Cháu ơi, đứng đây này, cháu ơi, đứng đây này. Đứng đây con chụp hình nha. Họ chụp ảnh lưu kỷ niệm chả ghé ra chụp không được. Quá trời đẹp rồi. Chụp hình chưa? Qua đây chụp cho. Hôm nay khi này đây nhớ bạn đây chụp hình chưa? Chả con cũng được này. Mất tuổi lắm. Này lại đừng cầm cái máy. Cầm này. Thế hồi hồi tôi dám ngoài làm gì? Hả? Hà thấp hơi chứ. Để cho nó cao cao chứ. Có sáng không? Thấy sáng không? Được kia. Để đây máy máy chụp cho nè. Hơi tối. Cha cầm máy nè, để con chụp cho. Cho máy. Đoàn Trung Quốc rồi phải. Đây là chụp tập thể này. Trung Quốc ấy. Đoàn Trung Quốc rồi phải. Cho con chụp đi bạn. Màu thanh đấy phải không biết? Da cái da. Đây. Đây quay mấy cái cảnh đấy kìa. Quyên ơi, Quyên. Đi đây, đi ra, đi theo đoàn chứ. Đoàn mồi. Đoàn đâu rồi?
Thì nên khi nữa mà đuổi á. Thì mà đuổi là đuổi dưới đuổi tiền lệ. Không đi nữa. Hai ta, ta không đi bộ nữa. Đi bộ đi chơi cái chứ. Ta đi bộ đi chơi cái đó chứ. Đi cho hết tên rồi chứ. Ôi chứ đi chỉ cao 75 mét thì đi chứ nổi được khởi. Đi cho biết rồi. Cà phê bông ơi. Cái chi vậy? Mỡ à? Ôi giời, hoa hồng à. Đất rồi đủ đối với một tốt thôi. Anh Thành ơi, đừng đi, chụp phước anh nào. Lòng anh người anh xúc đồng. Ra đừng quay mặt này lên con chụp cho. Ra cắt mù đi. Đưa điện thoại xuống. Tự nhiên cha là cha hạ cái tay xuống điện thoại xuống đi. Quay mặt lại đây. Đưa mũ đây. Đừng nghiêm quá ai đứng yên. Thôi đi. Đẹp mà đứng yên đó. Đi chứ. Đi cho kịp đoán rồi, đi chơi. Đi cho hết rồi. Người là chẳng chú khỏi thấy ra gì đi. Bực. Thế chứ đi chém hết thôi. Thank you.
đỉnh chùa mênh mông. Thành chứ, Thành đi rồi. Khỏe rồi, có được khỏe chứ. Hứ là đến đây mới quay xuống. Đến đây mới quay xuống quá đẹp rồi. Thầy chứ làm nhạc đi rồi. Lên đây. Nào, chụp cho con. Con quay vào. À. Con chụp cho con. Chụp lên trên này này. Chụp lên chú ạ. Cha đứng dưới này xíu. Ôi, hồi được cái mà đây. Nè. Hà thấp xuống. Cha Hà ngươi xuống, cúi xuống xíu. Được chưa? Vai tập đi cha. Vai tập đi. Chụp vai tập đi. Nè, quay hướng sang này, quay hướng sang này. Quay hướng sang này, cha. Nè. Quay hướng sang này. Anh Tài ơi, lên đây. Ra cùi thực nha. Chụp lại này, được chưa? Chụp tiếp lại tập đi chứ. Ôi con chụp nhá. Chưa. Ôi con đẹp nè. Đứng cái chỗ này ấy quá nhỉ. Khuất trống. Cái này đẹp nè. Chả đứng đây con chụp cho. Quá đẹp quá đó. Anh Thành ơi lên đây. Lào liệt rồi. Đây thằng dưới đỏ cả. Bên đây có cái cảnh gì? Quay thôi. Quay đến đó. Vô trong cái quái này, quái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ra đi. Chả ai coi họ ghi ngoài gì này, quỷ khách khoan gì. Chụp quá hả, đang quay. Không đi cửa giữa nha. Đi ông, lát này ra chụp hình cho. Cha vô đó lại cha. Cô lại quanh quán...